chào mừng tất cả các bạn đã đến với giải đấu của Hanwha Live Sport Class of Superstar 2019. Chiến thắng dành cho Warzone, họ sẽ đứng hạng gì ở bảng D? Có thể thấy rằng những cái cặp trận ở tứ kết nó sẽ căng kèo hơn rất là nhiều. Trời ơi, kìa bơi anh ta bơi vào đội hình của đối phương và anh ta đang muốn khả cũng luôn cả IG. Họ đã buộc nhiều là cho Minas, người 26 là kẻ đầy cuối cùng. Minas ở trong bản đấu này với chúng ta vượt thời gian. Team Windy chính thức có chiến thắng thứ 3 của mình tại khuôn khổ bảng B. Mục tiêu của mình khi tham gia giải này là tiền. Cũng giống như bao nhiêu người ở đây thôi, rất là tiền thưởng. Quy là chính nhưng mà chắc chắn đội em sẽ là giải nhất. Mập The Boy, tóc biến lên, wow. Đó là để mà cùng dành cho Hà Tiêu Phu. Mập đụng phải vào đá. Ôi, tóc biến lách khỏi qua là mặt quá đẹp luôn. Hồ thể nó chạy về. Và đây là một tình huống và đó là Maspin đến từ Lee Sin. Sự cuối đã hồi đến từ Misty. Và băng vào đến từ Misty với hầm mộ hạt băng sát thương tạm thời chưa đủ. Và đang đụng vào. Một quy xuyên người và đó có thể là cân 2 khi tồn tại của Sandra trở nên nổ. Họ làm choáng đánh nhà, đánh nhà, đánh nhà. Đánh nhà cho chị. Đây không phải đánh nhà cho anh, đây là đánh nhà cho chị. Một phiên bản khác nữa, đánh nhà cho chị. Đánh nhà cho chị. Rất tốt, một trận đấu quay này. Một trận đấu quay này cực kỳ cảm xúc. Một giải đấu mà chúng ta có thể thấy để lại rất nhiều cảm xúc dành cho không chỉ là bình luận viên mà dành cho tất cả các bạn khán giả đang theo dõi. Một giải đấu mà chúng ta có thể thấy quá nhiều những trận đấu hấp dẫn, những trận đấu hay. Bay Ray cũng có, hủy diệt đối phương cũng có, trao đổi chiêu thức hai bên cân bằng cũng có luôn. Ván thi đấu, một giải đấu phải nói cực kỳ tuyệt vời. Đánh giá team đối thủ là một team là cũng rất là mạnh, mà mình vì mục tiêu là kiếm tiền nuôi con thì chắc mình sẽ gạt dò team đối thủ thôi. Missan Rock và ông đáp xuống với tình huống đấm 3 người, R 2 người, sát thương rất nhiều, sát thương trả lại là không đủ để hạ gục với chim ông kiếm khách. Rừng đem bạn nếu mà không ngăn bot thì chắc chắn sẽ nát hai triệu bot ở phút thứ 10. Em mong là rừng sẽ xuống trăm bot nhiều một tí. Có một cái độ tự tin nhất định là team mình sẽ vào được chung kết. Giải nhì thì cũng nhiều rồi, còn giải nhất thì cứ đại là cho tụi em. Đó là tình huống chiều cuối, rất tốt nhưng Vipo anh ta đang nhấn kiếm. Đó, như đã nói rồi. Nhấn và anh ta vẫn đang bắn, sau đó anh ta phải nằm xuống. Vinh thì đang cố gắng tỏ ra, anh ta đang cố gắng gây sức thương bộ kỹ năng của mình. Nhưng tầm độ của anh ta nằm xuống rồi, Vinh sẽ phải quay hạ gục. Đó là cú triple kill. Và tiếp theo là quét sạch cho xe này. Team mình không có điểm yếu, nếu có thua là do team bạn quá mạnh mà thôi. Hợp lý. Ôi, bây giờ ai mới là người cười đây? Và đây sẽ là chiến thắng ở team Hy Nam 2-0. Wow, quá dữ anh em ơi. Quá dữ. Chút xíu nữa Windy cùng với lại 4 streamer khác sẽ tham gia chọn show match với lại team của Loki. Nghĩa là anh Hy Nam thắng. Em thì là em thiên về Hy Nam thôi, tại vì Hy Nam là cho công ty của em. Đó. Như vậy ông bảo, Chào mừng tất cả các bạn đã đến với giải đấu của Hanwha Live Sport Class of Superstar 2019. Thấy đội mình chỉ tranh 34 thôi, nhưng thiệt ra là 34 cũng có 30 triệu rồi đúng không mọi người? Fighting!
pha quẩy đến từ Aurelson của Mapu, bên phía kia bắn được đến từ From Korea. Thì đây là một cái trận đấu mà mình nghĩ là nó quá dễ, thì mình mong là hôm nay Team FT sẽ có cái một phong độ tốt hơn. Bên kia thì Rai của Gorisa cũng đã nằm. Lăng bụng bỏ chạy tốc biến lên, đó là công ty đang kiếm chuẩn xác khúc quy quá tốt. Là Team FT bị bấm, anh ta nằm xuống. Phía bên đây Hà Tiêu Vu đang có cơ hội. Theo ván đấu đầu tiên kết thúc ở đây là được rồi, bởi vì khoảng cách giữa Team Việt Nam và Team Phương Tích ở trong ván đấu này là quá lớn. Những khoảnh khắc cuối cùng của Tích Ốc tại Han Valley World Grand Ultra 2038 thi đấu. Như chúng ta nói, đó là sự khác biệt, đó là một sự khác biệt ở đây. Team Hy Nam là nhà vô địch của Han Valley World Grand Ultra 2019. Người chinh phục đỉnh cao của những siêu sao, tân vương của Han Valley Esports 2019, Team Hy Nam. Một tháng tranh tài với 3 vòng đấu và hơn 60 trận tường hùng, các bạn đã thỏa chí hết mình, bùng cháy cho đam mê của mình, và đây là sự hồi đáp xứng đáng cho các bạn. Team Hy Nam sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10.000 đô la. Cùng với phần thưởng 10.000 đô la sẽ là chiếc cúp Clash of Superstars năm 2019 vô cùng danh giá. Xin chúc mừng team của Hy Nam.